Tuần cũ trôi qua, tuần mới lại tới. Vòng bảng MCK mùa hè 2022 đang tiến tới những vòng đấu cuối cùng để xác định ra những cái tên xứng đáng nhất tại vòng playoff. Ở tuần thi đấu thứ 6, nhiều cặp trận cực kỳ hấp dẫn và căng thẳng đã diễn ra, nhưng các kết quả chung cuộc đều không làm bất ngờ người hâm mộ. Vậy ở tuần 7 của MCK mùa hè sắp tới đây sẽ có cục diện như thế nào? Hãy cùng Hoàng Sama đưa ra những nhận định và dự đoán ở tuần thi đấu thứ 7 của MCK mùa hè 2022 nhé. Trước khi bắt đầu nội dung chính, đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho mình đấy. Cả T1 lẫn KT roster đều có một tuần thi đấu thành công trước khi bước vào cuộc đại chiến viễn thông lần thứ N cộng 1 này. Trong khi T1 vật vã để đánh bại KDF và Frappion, thì KT nhẹ nhàng hủy diệt Hanwha Esports và cũng tốn chút công sức để hạ gục Noxy Redfog. Xét về tương quan lực lượng thì hiển nhiên T1 được đánh giá cao hơn KT, nhưng điều làm cặp trận này hấp dẫn là phong độ rất tốt mà cả hai đang có. Nếu như đương kim vô địch đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp kể từ sau khi bị KDF hạ gục, thì KT roster cũng đang tận dụng rất tốt cơ hội của mình để chen chân vào top 5 với chuỗi 4 trận thắng ấn tượng. Nơi quan trọng có thể giúp hai bên giành thắng lợi là vị trí đi rừng và đường dưới. Ở lượt đi, khả năng thi đấu hiệu quả của Kurt đã giúp ích cho sự tỏa sáng của Aria ở ván 1. Còn với Honor, dạo gần đây anh chàng cũng dần tìm lại bản sắc của người xuất sắc nhất trận chung kết LCK mùa xuân. Ngoài ra, vị trí đường dưới cũng sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng bởi aiming của KT roster. Những tuần gần đây đang có một bộ mặt cực kỳ sáng sủa khi nhiều lần bắt nạt cả thế giới, giúp KT chiến thắng. Guma UC bên phía của T1 thì vẫn trên con đường tìm lại bản ngã của chính mình, và nếu như Guma trở lại thì xác suất thắng của T1 còn lớn hơn nữa. Dự đoán của mình là 2-1 cho T1 giống như ở lượt đi, và hy vọng chúng ta sẽ có một cặp đều bà hấp dẫn. Một trận đấu dễ đoán khi mà đội hạng 3 đối đầu với đội hạng 9. Đây sẽ là một cơ hội rất tốt giúp thầy trò huấn luyện viên Danny kiếm những điểm số quan trọng sau tuần thi đấu thứ 6 không được nghỉ. Họ hạ gục Noxy Redfog dễ dàng 2-0 nhưng lại thất thủ lần thứ 2 liên tiếp trước Dragon X. Việc hạ gục Hanwha Esports một cách nhanh gọn lẹ sẽ giúp DK cải thiện điểm số và hiệu số phụ của mình, đồng thời để đảm bảo vị trí thứ 3 trong tầm tay. Còn đối với hạng của Line Esports, việc chiến thắng Dragon Kia gần như là nhiệm vụ bất khả thi, và nếu như họ kéo trận đấu tới ván 3 thì đã là một thành công rồi. Do đó Hoàng Sama xin dự đoán một thắng lợi 2-0 đơn giản dành cho cựu vô địch 2021. Phong độ của hai đội đang rất chênh lệch khi Lee Sambok lột xác một cách ngoạn mục sau giai đoạn mùa xuân bết bát, còn Noxy Redfog không hiểu lý do tại sao sa sút tới như vậy dù sở hữu một đội hình khá chất lượng với dàn tuyển thủ từng vô địch LCK hay chung kết thế giới. Người ta không thấy một Kana từng là top laner hàng đầu của Hàn Quốc, một BD từng là tứ thiên vương trong các đường giữa của LCK, hay một Red bùng nổ trong mùa áo của Africa khi xưa. Ghost cũng đánh mất phong độ của bản thân và chưa bao giờ là một carry thực thụ, còn Edford sau khi rời T1 cũng đã trùng xuống rất nhiều. Có lẽ chỉ có Chúa mới biết tại sao tổ đội mì gói lại yếu tới như vậy. Còn với Lee Sambok, chúng ta đã khen họ rất nhiều ở mùa này. Lương Sơn Bạt tiến bộ thần tốc khi được đấu tập với T1, trình làng một lối đánh tấn công đẹp mắt với kỹ năng được cải thiện rất nhiều của tất cả các thành viên. Hiện Lee Sambok đã nhảy cóc từ hạng 9 ở mùa xuân lên tới hạng 4 ở mùa hè này và đang chăn chê cơ hội có tấm vé đến với chung kết thế giới 2022. Việc chỉ phải gặp một nông sinh toang hoang ở thời điểm hiện tại sẽ là thời cơ thích hợp để Lee Sambok xây chắc vị trí trong top 4, gia tăng cách biệt với hai đội bám đuổi là KT Roster và Dragon X. Vì vậy Hoàng Sama xin phép dự đoán một thắng lợi 2-1 dành cho Lee Sambok. Thực ra thậm chí có thể là 2-0, nhưng thôi cứ 3 ván cho hấp dẫn mọi người nhỉ. Một trận đấu rất đáng chú ý khi Gen.G Esports vẫn đang thể hiện phong độ đáng sợ của mình với chiến thắng thứ 5 liên tiếp và vẫn đang chiếm trẻ ở ngôi đầu bảng khi cùng điểm nhưng hơn hiệu số với đại kỳ địch T1. Thắng lợi trước Dragon X sẽ là liều thuốc bắp tinh thần cho đương kim á quân để bước vào cuộc đại chiến với T1 ở cuối tuần. Còn với Dragon X, đã từng có lúc họ đứng hạng 1 với chuỗi 4 trận thắng liên tục, nhưng giờ lại tụt xuống hạng 6 và nếu không cẩn thận họ hoàn toàn có thể tạch vé playoff khi KDF cũng đang rất cố gắng để bám đuổi. Xét về tương quan lực lượng hay phong độ, Gen.G đều trội hơn dòng xanh. Duy chỉ có đường dưới Dragon X mới có thể so với Gen.G Esports khi mà Dev và Battle luôn là nơi đáng tin cậy nhất của họ. Ngoài ra nếu như Doran hóa chú bé đần như ở mùa xuân, Vioxx đánh mắc binh như trong cặp trận với Dragon Kia hay Dev Battle hồi xuân thì Dragon X cũng không hẳn là no hope trước Super Team. Việc ghi tới chiến thắng trước Gen.G Esports là một điều cực kỳ khó khăn dành cho Dev cùng đồng đội, nhưng nếu như họ làm được thì sẽ giảm bớt tỷ lệ mất vé playoff ở LCK mùa này. Tuy vậy, trận đấu tâm điểm giữa T1 và Gen.G Esports gây cấn hơn thì mình xin dự đoán một thắng lợi 2-1 dành cho đương kim á quân trước Dragon X để họ có tinh thần tốt hơn khi so tài với đối thủ lớn nhất của mình. Cả Brion và KDF đều có một tuần thi đấu thất bại toàn tập khi thua sạch trong cả hai cặp trận của mình trước những đối thủ trên cơ. Brion thì thất bại trước Dragon X và T1, còn KDF thì gục ngã trước chính T1 và Lee Sambok. Nhìn vào màn trình diễn của hai đội, Brion có chút sáng sủa hơn khi mà họ gây rất nhiều khó khăn trước Dragon X và T1. Còn đối với KDF, sau trận thua xít sao trước T1 thì họ lại gục ngã một cách khó hiểu trước Lee Sambok. Đặc biệt là ở ván 2 khi KDF đã có rất nhiều lợi thế nhưng không tìm được cách kết thúc một cách chuẩn chỉ. Cả Brion hay KDF đều rất thèm khát chiến thắng,
bởi đối với Bion thì họ muốn thắng để thoát kiếp cuối bảng. Còn KDF thì cần điểm để tiếp tục bám đuổi vị trí top 6 và duy trì niềm hy vọng được đánh playoff cũng như xa hơn là tấm vé đến Mỹ vào cuối năm. Đừng quên rằng họ xếp thứ tư tại mùa xuân, do đó điểm tích lũy là không phải thấp. Kèo đấu đáng chú ý nhất có lẽ là khu vực đứng trên, nơi mà Thánh Morgan sẽ đối đầu với cựu top lane của tuyển AZS Hàn, Kim. Những vị trí còn lại đều thiếu ổn định và không có sự chênh lệch. Duy chỉ có xạ thủ Teddy nếu tìm lại bản ngã thời xưa thì sẽ vượt trội hơn Hena. Thật khó để dự đoán đội thắng, nhưng để cuộc đua top 6 căng thẳng hơn, Hoàng Sama xin dự đoán một chiến thắng 2-1 dành cho KDF, dù rằng cũng rất muốn Brion thắng để thoát kiếp cuối bảng. Trận đấu này là điều cực kỳ quan trọng dành cho hai đội. Nếu như DK cần chiến thắng để củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, thì KT cũng cần điểm số để không bị đá văng khỏi top 6 và không được đánh playoff. Xét về thực lực hai bên, DK sẽ trội hơn ở cánh trên với Nuhuri, Kenyan và Showmaker. Còn ở cánh dưới, đương nhiên KT sẽ chiếm ưu thế với phong độ rất sáng của Emin kết hợp với Life trong khoảng thời gian gần đây. Còn Đốc Đam và Kellen tuy cải thiện hơn nhưng vẫn chưa thể bứt lên để trở thành cặp bot hàng đầu của một trong ba đội top đầu LCK hiện tại. Ở lượt đi, DK đã hạ gục KT 2-0 đơn giản, nhưng ở lượt về này có sự khác biệt, 2-1 cho DK nha anh em. Thêm một cuộc so tài rất thú vị khác khi mà Lisabok tiến bộ thần tốc kể từ mùa xuân, đối đầu với Drakex, bay ở đầu mùa rồi trùng xuống ở những vòng gần đây. Lisabok chắc chắn muốn thắng lợi để tiếp tục giữ vững phong độ và vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Còn với Drakex, họ sẽ muốn trả cả vốn lẫn lãi mà Lisabok đã vay của họ ở lượt đi, khi mà chính Lisabok đang ngắt chuốt 4 chiến thắng liên tiếp của Hồng Xanh. Bên cạnh đó, Drakex cần phải thắng để vượt lên trên hạng 5 của KT và cắt chuỗi KDF đang bám đuổi. Để hoàn thành hai nhiệm vụ này, Drakex cần phải nỗ lực hạ gục Lisabok, dù đối thủ của họ đang là một trong những đội có sự chuyển mình đáng kinh ngạc sau mùa xuân. Dự đoán của Hoàng Sama sẽ là 2-1 dành cho Drakex để cuộc đua giữa hai đội top trên trở nên căng thẳng hơn. Hy vọng trận đấu này sẽ hấp dẫn để mở bát cho người hâm mộ trước trận siêu kinh điển G1 và Gen.G bắt đầu sau đó. Đây là cuộc đại chiến mà tất cả mọi người đều đang trông chờ. Ngay cả những fan của G1 hay Gen.G hay cả những anti-fan đều trông mong chứng kiến cuộc so tài này. Độ nóng của cặp trận BO3 này cứ phải tương đương với cơn gió Lào vun vào mặt mỗi khi chúng ta đi xe máy và phải đứng chờ đèn đỏ. Trận đại chiến này sẽ quyết định rất nhiều thứ để xem rằng ai mới là đội tuyển mạnh nhất tại LCK hiện tại và ai mới thật sự xứng đáng cho ngôi vị đầu bảng ở mùa giải năm nay. Gen.G thấy mạnh mẽ một cách ổn định khi mà họ chỉ chịu thuyết phục trước G1 cho đến thời điểm hiện tại mà thôi. Còn đối với G1, họ lại mạnh mẽ một cách bất thường. Khi gặp các đội top trên như DK, Drakex hay chính Gen.G Esports thì đương kim Brick đều có những thắng lợi thuyết phục. Còn gặp các đội kèo dưới sau gần đây thì G1 luôn mang đến sự thót tim cho người hâm mộ dù rằng họ giành chiến thắng. Xét về kèo đấu đường thì G1 nhỉnh hơn ở cánh trên với phong độ cực cao của Zeus, còn Gen.G sẽ có ưu thế ở cặp bot khi Ruler và Lehen ổn định hơn hẳn Gumayusi và Keria. Đi dừng cộng đường giữa, hai bên sẽ là cuộc chiến giữa sức trẻ kết hợp với kinh nghiệm. G1 thì có Honor tay to và lão tướng Faker, còn Gen.G lại sở hữu Peanut kinh nghiệm và Chovy đang ở độ chín của sự nghiệp. G1 thiếu ổn định, nhưng mỗi lần gặp phải những đối thủ trực tiếp thì lại trở về đúng bản ngã của nhà vô địch bất bại. Còn Gen.G Esports thì trái ngược, mỗi lần gặp G1 thì cảm giác Super Team lại có những sự cóng tay nhất định. Một kèo đấu căng hơn dây đàn như thế này thì Hoàng Sama chỉ có thể dự đoán là 3 ván, còn đội thắng thì các bạn hãy comment phía bên dưới để mình biết nhé. Hàn Quang Esports gần như không có chút hốp nào mùa giải này và có lẽ mục tiêu của họ ở giai đoạn cuối chỉ là gạt giò hay thắng được ai thì thắng mà thôi. Còn với KDF, việc gặp một đội nửa dưới bảng xếp hạng sẽ là một cơ hội thuận lợi giúp Teddy cùng đồng đội để giữ lại hy vọng vào top 6. Bởi KT với hai thắng lợi tuần vừa qua đã vươn lên tận top 5, còn KDF thì đã tụt tận xuống top 7. Điều nguy hiểm ở đây là KDF mới chỉ có 4 điểm, còn những đội ở gần nhất của họ là Dragonix hay KT Roster đã có 7 trận thắng. Và việc nếu mất điểm trước Hàn Quang Esports thì sẽ cực kỳ nguy hiểm cho đội hạng 4 LCK mùa xuân. Dự đoán là 2-0 cho KDF trước Hàng Online Sport anh em nhé. Nông Ship hiện tại là không thể thê thảm hơn, bởi vì trước khi mùa giải 2022 diễn ra, chẳng ai nghĩ họ lại đứng tận đáy bảng xếp hạng như vậy. Và đừng quên rằng, Brion nổ hũ được chuỗi 8 trận thua chính là đối đầu với Nông Ship. Ở trận đấu đó, Brion đã thay ngài Morgan vào trấn thủ ở khu vực đường trên và ngài đã dạy cho đại tướng Canada cách đi top là như thế nào. Nếu như tính về thành tích hay đẳng cấp vốn có thì Nông Ship sẽ được đánh giá cao hơn Brion, nhưng đó là khi các thành viên từng vô địch LCK hay chung kết thế giới của họ tìm lại bản sắc của mình. Còn ở thời điểm hiện tại, kèo đấu này là 50-50 và khó có thể đoán được ai là đội giành thắng lợi sau cùng. Thôi thì không thể phản bội ngài Morgan Đại Thánh, 2-1 cho Brion nhé 500 anh em. Tuần thi đấu thứ 7 của LCK mùa hè 2022 sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 7 sắp tới. Lượt về bắt đầu cũng là thời điểm then chốt cho các đội cải thiện điểm số và chuẩn bị cho vòng playoff với những cặp BO5 nảy lửa. Anh em nghĩ sao về những kết quả cặp trận sắp tới? Hãy comment phía dưới để Hoàng Sama được biết nhé. Hãy cùng trông chờ những cặp BO5 đầy thú vị sắp đến, đặc biệt là trận đại chiến giữa G1 đối đầu với Gen.G Esports ở tuần 7. Cuối cùng, mình chân thành cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của biên tập viên Hoàng Sama để tiếp thêm động lực giúp mình ra những video hay hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.